Dạ, alo, alo, dạ, cái nick của chị Trần Đạo á, sao mà, ấy mình em nghe nó rè rè, không biết là do cái nick của em hay sao á, bây giờ nó giống cái laptop của sư Minh Mẫn, dễ sợ luôn á, một chút cái nó tụt, một chút cái phải chỉnh nó lên, lên cái một chút nó tụt, nên cũng đôi khi á, em cũng ngại lên trả bài lắm. Bây giờ thì rõ rồi, rõ hả? À, sa thú, khổ sở, mới đi chạy tới chỗ bệnh viện máy tính, mấy anh chị nghe mắc cười không? Bệnh viện máy tính, đó, các em đi tới đó, cái lớn nhưng mà đại khái là có rè không chị? Có rè, 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 nó có chi chi, nó ngộ lắm. Dạ rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Thôi bây giờ em tranh thủ em mấy nếu mà nó ấy nữa cái em đi bệnh viện nữa. Cảm ơn Vinh trưởng. Dạ cảm ơn Quang Thanh nha. Nam mô Bố Thầy giả, Nam mô Tham Mà giả, Nam mô Sang Khai giả. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cô tu nữ Tuệ Duyên, dạ con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ẩn với những nick name mà con không biết. Kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 380. Atta hi atano na thu, Atta hi atano gati tasma sanyam mayatta năng, Át sang phát rang quá qua ni chô. Atta hi atano na atta hi atano gati tasma sanna sanya mayatta năng a sang phát rằng quá quà ni chô atta hi atano na tho atta hi atano gati tasma sanya mayatta năng a sang phát rằng qua qua ni chô. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. A ta hi a ta no na thu a ta hi a ta no ga ti tasma sanya mayatta năng a sang phát rằng qua qua ni chô a ta hi a ta no na thô a ta hi a ta no ga ti tasma sanya mayatta năng a sang phát rằng qua qua ni chô. Chỉ ta mới bảo vệ ta, chỉ ta nương tựa chẳng là khác ai, tự mình điều phục hôm mai như khách buôn ngựa cái khéo tài kiềm cương. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ bây giờ em kính mời chị. Cảm ơn. Tiếp theo ạ, em kính mời chị. Dạ Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sang Khai giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 380. Atta hi atta no na tho, Atta hi atta no ga ti, Tát ma sam giá mát ta năng, Át sang bát răng quá qua ní chô atta hi atta no na tho atta hi atta no ga ti tát ma sam giá mát ta năng át sang bát răng quá qua ní chô atta hi atta no na tho Atta hi atta no ga ti tát ma
Samyamata năng Asang Patrangwa Quá hòa ní chô. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến điều đến mình, vậy hãy tự điều phục. Như khách buôn ngựa hiền, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chỉ ta mới bảo vệ ta, chỉ ta nương tựa chẳng là khác ai. Tự mình điều phục hôm nay, như khách buôn ngựa khéo tài kiềm cương. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Minh, Hòa Thượng Giới Đức. Và chúng con và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mới mời bạn tài kế tiếp và mời huynh. Dạ, sa thu làm thầy xin cảm vân. Nam mô Phật-thaya, nam mô Tham-ma-ya, nam mô Sẵn-kha-ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh. Kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 380. Cảm ơn sĩ Rạng Đông, sĩ Đại Minh cho biết nghe rõ. At-ta-hi at-ta-no-na-tho At-ta-hi at-ta-no-ga-ti Tas-ma-sam-ya-mat-ta-nang A-sang-pa-drang-va-va-ni-cho At-ta-hi at-ta-no-na-tho At-ta-hi at-ta-no-ga-ti Tasma sang ya mata nang at sang padrang wa wa ni cho attahi attano na tho attahi attano gati tasma sang ya mata nang asang padrang wa wa ni cho. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Chỉ ta mới bảo vệ ta, chỉ ta nương tựa chẳng là khác ai. Tự mình điều phục hôm nay như khách buôn ngựa khéo tài kiềm cương. Phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Giá. Con xin được xuống mít cả kính mời cô tu nữ Tể Duyên. Nam mô Bụt Ta Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh đã các tình bạn, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ Tuệ Duyên xin kể bài kinh pháp cú số 380. Atahi Atano Na Tho Attahi attano gati Tasma sangya mattanang Asang parang wawanicho Attahi attano natho Atahi attano gati Tasma sangya mattanang Asang parang wawanicho Atahi attano natho Atahi attano gati Tasma sang Yamata nang asang farang wakwa ni cho. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình. Tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buông ngựa hiền. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chỉ ta mới bảo vệ ta. Ta nương tựa chẳng là khác ai, tự mình điều phục hôm nay, như khách buôn ngựa khéo tài, kiềm cương. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Tuệ Duyên đã
đọc và kệ xong. Dạ bây giờ kính mời Nhật Huỳnh. Dạ cảm ơn Nhật Huỳnh. Dạ kính mời Nhật Huỳnh tiếp tục. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên. Dạ cảm ơn Thích Rạng Đông, Thích Hoàng Liệt cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha. Dạ nhà con thành kính lãnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhục Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Bình kính lễ cô tu nữ Tại Duyên. Dạ. Dạ con tri ân sư. Dạ cho con 30 giây. Tại con không thấy ai cầm mic, con phải đưa tay. Xong rồi con tri ân đạo tràng để con coi coi có vị nào nói vào không đặng không Quang Thanh ơi, Nguyên Tịnh ơi, bàn tay đã mất tiêu rồi. Hai vị Nguyên Tịnh, Quang Thanh, bàn tay đâu? Alo alo Quang Thanh ơi, có nghe được Nhật Bình không? Có cầm mic không? Nguyên Tịnh nữa, quý vị có cầm mic không? Máy để Nhật Bình dành hết ráng chịu nha. Dạ nam mô Bích Thai. Dạ dạ hai vị này đang chắc mắc kẹt đi rồi không đưa được bàn tay. Dạ con xin được ông bài Pháp Cú Kinh 380. Dạ cảm ơn huynh Quá Thanh Á cho bài học. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gatitasma yang yamata nang asang phát rằng qua qua ni châu. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gatitasma sam yamata nang asang phát rằng qua qua ni châu. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buông ngựa hiền. Và đây là bản kiến ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Atta hi atta no na tho atta ni hi atta no ga ti tat ma sam tat ma san ma tat ma sam ya ma ta. Hình như cái chữ này nó thiếu. Ma sang gia mặt ta năng đạt ma sang gia thiếu một chữ phải không Minh Quá Tha Ná? Hình như cái này có 7 chữ thì phải. Đạt ma sang gia mặt ta năng a sang phát trăng và qua đi châu. Chỉ ta mới bảo vệ ta, chỉ ta nương tựa chẳng là khác ai. Tự mình điều phục hôm nay như khách buông ngựa kéo dài, kéo khéo tài kềm cương. Và đây là bản hổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, do mắt nhận Nhật Quỳnh không thấy đường chắc. Dạ, nam mô Bích Thai. Dạ Nhật Quỳnh cố kéo dài thời gian để xin bàn tay quý vị mà không gì nào đưa tay. Dạ con xin phép được tri ân và thỉnh Pháp Sư đã có Đại Đức Tịnh Đạt vào đạo tràng rồi. Dạ nam mô Bích Tha. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tỳ Duyên Huynh Quát Tha Ná, cộng phân cô ấy Minh Xích Trần Đạo, Xích Trần Đông. Dạ hôm nay thứ mấy hả? Dạ hôm nay thứ hai ạ. Sao vậy? Sao vậy Cẩm Vân? Có chuyện gì không? Dạ nam mô Bích Tha. Dạ bây giờ đã đến giờ học bài mới, mặc dù sớm 2 phút mà con thấy có Đại Đức Tịnh Đạt vào đạo tràng rồi. Con xin phép được thỉnh Pháp Sư kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Dạ con tri ân sư. Nam mô Bích Tha. Dạ nam mô Tham Ma. Dạ nam mô Sang Kha. Dạ
Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ ha lành rai tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhân chẳng dị hơi biết lầm mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Dạ vậy Nhật Quỳnh sai, dạ cảm ơn, cảm ơn, để Nhật Quỳnh sửa lại ạ. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Năm mô tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh số 381. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Chúng con xin kính lễ Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh ở ngày hôm nay, ngày thứ hai, ngày 1 Tây tháng 2 năm 2021. Và ngày hôm nay, diễn đàn chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 381. Và Tịnh Đạt sẽ nhận nhiệm vụ thích nghĩa cho câu kệ ngôn này, sau đó sẽ thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền sẽ là vị giảng sư giảng giải duyên sự và ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này. Trước tiên Tịnh Đạt xin được đảnh lễ tam bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeni sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami. Nam mô Bụt Tha Dạ. Câu kệ ngôn pháp cú số 381 trên 423 câu có nội dung như sau. Ba mau cha ba hu lo pi khu ba san no bo ta sa sa ne a ti ga che pa dang san tang sang kha ru ba san mang su khang. Tỷ kheo nhiều hân hoan tịnh tính giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bản dịch văn xuôi của Ngài Yên Đá Chánh Đá Chánh Tăng. Vị tỳ khưu có nhiều sự hân hoan tịnh tính vào giáo pháp của Đức Phật, có thể đạt đến vị thế an tịnh, vắng lặng các hành an lạc. Trong bài câu kệ ngôn pháp cú số 381 này chúng ta có bốn câu.
Câu thứ nhất đó là Pa Mokcha Pahulo Pikhu. Pa Mokcha Pahulo Pikhu. Và Pa Mokcha Pahulo là một cái từ từ ghép bởi từ Pa Mokcha cộng với từ Pahula. Pa Mokcha có nghĩa là cái việc hân hoan hay là niềm vui. Có một hình thức viết gọi là Pa Mokcha cũng có nghĩa là hân hoan hay là niềm vui. Pahula tính từ chỉ về số nhiều. Pa Mokcha Pahulo có nghĩa là có nhiều cái niềm vui hay là hân hoan. Vị tỳ khưu. Câu thứ hai, Pasano Putasasane. Pasano Putasasane. Pasano. Có nghĩa là tính, nó thành bởi một cái tiếp biên ngữ pa với cái động từ sarati. Cái từ này, cái động từ này hình thành một cái danh từ gọi là tha, chúng ta thường gặp đó về cái niềm tin, tin tưởng nha. Pasano là được tịnh tính. Putasasane hình thành bởi hai cái từ danh từ đó là Putta và Sasana. Putta là ở đây không có nghĩa chỉ có nghĩa là Đức Phật không, mà là giáo pháp. Cái từ Buddha đó chúng ta gọi là Đức Phật đó, là cái từ phải nói là không phải là cái từ dịch, mà nếu mà chúng ta dịch nó là đã được giác ngộ. Cái từ Buddha là giác ngộ thưa quý vị. Sasane là giáo pháp hay là giờ lời dạy của bậc giác ngộ. Và chữ Buddha nếu chúng ta dịch là Đức Phật thì chúng ta sử dụng quen, nhưng mà chúng ta phải hiểu chữ Buddha này có nghĩa là giác ngộ, bậc giác ngộ. Buddha Sasane là giáo pháp của Đức Phật, hay nói rõ hơn là giáo pháp của bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ. Câu kế tiếp, Atikache Padang. Atikache Padang. Atikache, cái từ này thì chúng ta cũng rất là quen thuộc. Atikache là hình thành bởi cái tiếp động ngữ Ati cộng với lại cái động từ Gacchati. Gacchati thì nó bắt nguồn từ căn Gamut. Gacchati là đi, Athi là hướng về. Thì Athi Gacchati ở đây trong trường hợp này có nghĩa là đạt đến. Có nghĩa là đạt đến. Padang. Padang danh từ trung tánh vị ngữ Á, ở đây cũng có nghĩa đó là cái bằng chân. Nhưng trong trường hợp này á thì lại có nghĩa đó là cái vị thế hay là cái trạng thái. Từ Padang, vị thế hay là trạng thái. San tăng đó là à
có nghĩa là được tịnh. Cái từ này thì san tăng, nó là quá khứ phân từ tá cộng với căn động từ hình thành thành một cái từ san tăng. Tại vì bản thân tịnh đạt cũng có cái từ Pali giống, có cái từ Pali, cái pháp danh á, pháp danh Pali cũng lấy cái từ này ra, từ san tăng, chữ tịnh á, trong cái từ tịnh, trong cái từ an tịnh là san tăng, san tá. Chữ samma cộng với quá khứ phân từ tá, được an tịnh. Chúng ta đi vào câu cuối cùng mà sankharupa samang sukhang, sankharupa samang sukhang. Sankharupa samang sukhang, vắng lặng các hành an lạc. Sankharupa samang kết hợp bởi hai từ, đó là sankhara với từ upasama, upasama. Trường hợp này thì là ghép bởi cái luật sanh thí, khi hai nguyên âm đầu của nguyên âm cuối của cái từ đầu sankhara là nguyên âm á cộng với lại nguyên âm ú của bắt nguồn của bắt đầu của một cái danh từ, từ phía sau, khi hai âm gặp nhau thì nó sẽ dùng cái luật sanh thí để mà ghép lại, cho nên chúng ta có cái từ sankharupa samang. Sankhara chúng ta gọi là hành đó. Hành ở đây được hiểu đó là pháp có tác, pháp có tạo tác. Sankhara asankhara. Upasama đó là sự vắng lặng. Upasama là sự vắng lặng. Giờ quý vị chờ cho tí xíu. Dạ alo. Dạ có nghe chưa? Dạ cái xe đồ nó không có gọi con chưa? Siêu liên lạc. Dạ. Dạ cảm ơn quý vị. Như vậy là chúng ta đã đi qua về sơ lược của câu kệ ngôn pháp cú số 381. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 381 có nội dung như sau. Pa mokcha pa hulo bhikkhu vasanno buddha sasane adigacche padang santang sankharupa samang sukhang. Tỷ kheo nhiều hân hoan tịnh tính giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an lạc tịnh. Hoặc là bản dịch của Ngài Giới Đức: tỳ kheo giáo pháp tính thành, thọ hưởng pháp lạc trong lành hân hoan, dễ sao chứng được tịnh an, các hành tịch tịnh lạc ban nào tìm. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ chúng con xin kính lễ Thượng Tọa Tuệ Viên Tuệ Quyền vừa văn lâm vào diễn đàn. Chúng con đã vừa thích nghĩa xong câu kệ ngôn pháp cú số 381. Bây giờ đây chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền sẽ giảng giải duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 381 này đến cho đại chúng và cho buổi học ngày hôm nay. Và chúng con xin thay mặt đại chúng cung thỉnh Thượng Tọa. Nhà con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giác. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn của thằng Đông, của Thái Minh, của Như Quỳnh, cùng đại chúng. Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện. Tân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Uthang Phakkawantang Apiwa Demiswa Kato Phakkawata Thamu Thamang Namasami Supatipano Phakkawato Sawakasangko Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Tam Bảo
là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nguyện nhờ quy lực Tam bảo hành gia hộ đến sư Tôn Đức Tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chào kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 381. Đây là một câu pháp cú mà với cái tựa đề là người thấy chánh pháp chính là thấy ta. So thamang pasti, so mang pasti. Chúng ta thường nghe cái câu như vậy. Ai thấy pháp, người đó thấy Như Lai. Câu pháp cú này để cho chúng ta thấy được, chúng ta diện kiến nhìn thấy Đức Phật, nó có phải là thấy không? Thường thì chúng ta biết, có thể nói rằng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật á, là một cái đẹp của chuẩn xác của kiếp nhân sinh. Mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này á, của Phật á, thì những chúng sinh khác như Chuẩn Lương Vương cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng ở đó, cái mà chúng sinh khi nhìn thấy Đức Phật bằng một cái pháp tính của ngài thì nó là một chuyện khác, còn nhìn thấy cái hình tướng của ngài thì nó là một chuyện rất khác. Kính thưa quý vị, câu chuyện này được đề cập đến, mà nếu như chư Phật tử, cũng như chư Phật tử nào mà lâu năm lâu ngày mà chúng ta nghe một cái câu này, chúng ta biết được ai thấy pháp, người đó thấy Như Lai. Thì ở đây Đức Phật cần xác định rõ là người thấy được chánh pháp chính là thấy ta. Cái nhân sự này khi Đức Phật ngài ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá, liên quan đến ngài Quốc Tử Lý, thì tại thành Xá Vệ có một thanh niên Bà La Môn, ngồi một ngày nọ nhìn thấy Đức Như Lai vào thành khất thực, trong hảo tướng uy nghiêm của Đức Phật, càng rất là yêu thích. Và nhìn lại mình thì cảm thấy rất là khủng khiếp. Và Quốc Tử Lý này mới nghĩ rằng bây giờ mình tìm cách sẽ nhìn sẽ Phật suốt ngày. Chàng biết bàn đi theo Đức Phật, xin xuất gia trong tăng đoàn. Vì xuất gia trong tăng đoàn mới nhìn thấy Đức Phật. Lúc nào cũng tìm cách đứng gần để chiêm ngưỡng cái dung nhan, tôn nhan của Phật. Phật cũng chẳng suy nghĩ gì tới kinh kệ hay là thiền định gì cả. Và kính thưa quý vị, Đức Phật biết vậy, với Đức Phật này không nói câu nào, đợi cho cái pháp độ và cái trí tuệ của Quốc Cơ Lý chín mùi. Để đến lúc mà Quốc Cơ Lý đã chín mùi thì Đức Phật này bảo, để Quốc Cơ Lý đâu có thích thú, có gì đâu mà thích thú khi mà ngắm nhìn một thân thể bất tịnh của thân ta. Này Quốc Cơ Lý, người nào thấy pháp, người đó mới thấy Như Lai. Nhưng mặc lời khuyên cho Đức Phật, nhưng Quốc Cơ Lý vẫn không nào mà rời khỏi xa rời Đức Phật được. Thì cuối cùng á, Đức Phật nghĩ Quốc Cơ Lý này sẽ không bao giờ tỉnh ngộ nếu như không gặp một cái sự cảm xúc, không, tức là cái sân quê gái, tức là một cái sự xúc động lớn. Thì lúc ấy là mùa an cư đã đến. Đức Phật ngài tìm về, ngài về thành Vương Xá và đuổi và yêu cầu Quốc Tử Lý hãy quay lại Trúc Lâm. Và suốt 3 tháng này
Quốc lý không nhìn thấy Đức Phật, không được nghe nghe Ngài nói. Quốc lý rất là buồn và rất là khổ. Ngay cả nghĩ đến cái ý nghĩ bây giờ mình không gặp được Phật rồi thôi, mình coi như là mất đi một cái niềm mơ ước không có thỏa lòng của mình rồi. Một cái lý muốn tự sát, muốn tự tử, thì đi lên cái ngọn núi Linh Thú và định nhảy xuống để chết. Cái núi Linh Thú ngày nay nó còn đâu quý vị nhá. Linh Thú nhá. Thì cái Đức Phật Ngài biết được, hiểu được cái sự chán nản tột cùng của Quốc Ca Lý và đang đứng ở ở trên cái núi Linh Thú. Ngài nghĩ thầm, nếu như ta không an ủi, nếu như ta không tìm cách mà để chưởng mây khai ngộ cho Quốc Ca Lý để chứng thánh quả thì là không được. Thì Ngài bắt đầu Ngài thì hiện thần thông tới trước mặt Quốc Ca Lý. Thì Quốc Ca Lý đang chuẩn bị gieo mình xuống núi thì thấy Đức Phật, liền cảm thấy chấn tĩnh lại, cảm thấy yêu đời lại, nỗi những cái buồn mà nhớ Đức Phật nó tiêu tan. Mà trong kinh ví dụ như là nước mà nó rót vào một cái hồ đang khô cạn, và Đức Phật Ngài tìm cách làm cho Quốc Ca Lý được tỉnh ngộ, được hân hoan trở lại. Và Đức Phật Ngài đọc câu kệ: tỷ kheo nhiều hân hoan, tịnh tính giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh. Kính thưa quý vị,